Thống đốc ngân hàng Nhật Bản cam kết sẽ dẫn dắt nền kinh tế Nhật Bản hồi phục. Tin từ Tokyo, Thống đốc ngân hàng Nhật Bản là ông Haruhiko Kuroda bày tỏ sự tự tin rằng ngân hàng trung ương có thể ngăn chặn được biến động thị trường trái phiếu với các hoạt động thị trường linh hoạt và dẫn tới sự hồi phục ổn định của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Ông Kuroda cho biết, các biện pháp kích thích tiền tệ tích cực do Ngân hàng Trung ương đưa ra vào tháng 4 vừa qua là một bước cần và đủ để đạt được mục tiêu lạm phát 2% và sẽ kích thích nền kinh tế thông qua các biện pháp khác nhau, bao gồm cả ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi vay Bình luận về biến, biến động thị trường, tài chính gần đây, ông Kuroda nhấn mạnh quyết tâm của ngân hàng Nhật Bản nhằm ổn định tỷ lệ lãi suất trái phiếu thông qua hoạt động thị trường và tăng cường truyền thông với người tham gia vào thị trường. Hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe cũng nói rằng ông hy vọng người ngân hàng Nhật Bản trao đổi với thị trường nhiều hơn hết và có hành động thích hợp, chẳng hạn như thông qua hoạt động thị trường tiền tệ nhằm ổn định thị trường trái phiếu. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản tỏ ra lạc quan về triển vọng của Nhật Bản cho đến năm 2015.